định mệnh. Sao phải suốt ngày ở nhà thế hả con? Con xuân này vắng tức tức của mẹ hôm nay không đi đâu chơi à? Ok, con đi chơi luôn. Mẹ cho tiền đi chơi. Cảm ơn em, cho lên ngay bây giờ. Kiều. Alo. Ê, chỗ tao mất điện. Chán vãi, không được lên được. Mất điện đấy hả? Ừ. Có đủ pin không? Á đủ. Đây nè. Captain Timo on duty. Captain Timo. Có điện, có điện. Có điện. Ok. Nào, Captain Timo on duty. Captain Timo on duty. Ok. Về đánh ra. Captain Timo on duty. Timo on duty. Captain Timo on duty. Gọi đi. Ôi trời ơi, có tin ngay nữa. No. Rồi, đây, đang mặc quần áo nhá. Qua đây, nhá. Alo, đây, Captain Timo on duty. Captain Timo on. Dạ, em thưa cô. Em muốn. Em muốn gì? Đi vệ sinh ạ. Ừ, bàn chân lặng. Cái này đang quẩy. Cái quẩy gì đây? Ngộ tiên hỏi ngu vớ lờ. I'm an AP Shaco Penta Kill. Ngon rất ngon à nha. Tàu phá cho thêm đường là ăn.
chân xin lần. Chúa ơi, có wifi không anh? Anh ơi, hôm nay có trận thuận chiến đấy. Được, hôm nay tao sẽ làm ma đế. Anh cứ làm ma đế. Mọi việc dừng để em vào. Cái gì? PC á? Thời buổi nào rồi mà còn chơi game PC? Em là em chỉ thích chơi game mobile thôi. Đi đâu cũng chơi được, tiện nhá. Mà bây giờ đứa nào chơi game PC nó đồ nhà quê. Anh nói thừa đi. Tất nhiên là game PC rồi. Biết vì sao không? Bởi vì nhá, thứ nhất này, máy nó ngon hơn, mạng nhanh hơn, cái gì cũng nhanh hơn. Em thích mỗi cái đấy thôi. Và còn hơn nữa là xem phim nữa, anh không nhận không? Đấy. Ơ, em về lên TV rồi ạ? Được rồi. Em thì em chả thích game PC hay là mobi gì đâu. Em là em chỉ thích game 4 nút vì nó có cái sức hình. Ý. Thì có lên TV chứ má má. Thì có má má. Thì có má má. Chào các bạn. Đối với mình thì mình chơi cả hai game mobile và PC. Game mobile thì rất là thuận tiện khi mà mình phải đi làm xa. Mình không có laptop mà mình thấy là lúc đó thì game mobile rất là thuận tiện. Còn những lúc về nhà thì có laptop thì mình lại thường sử dụng game PC nhiều hơn vì nó có đồ họa rất là đẹp và dễ sử dụng. Nói chung là trong hai game PC và game mobile thì mình thấy thích cả hai và đều dùng cả hai. Đối với mình, game thủ PC và game thủ mobile đều là những hình mẫu lý tưởng để làm người yêu. Miễn sao là khi đã tặng quà mình trong game, các anh đừng đòi lại là được. À quên, các anh cứ việc chơi game, còn cả thế giới cứ để em lo. Game thủ à? Game thủ này. Còn bác như giờ thôi, con kia. Bắt đầu. Các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ học môn 69. À. Cái gì? PC á? Bọn chơi game PC là...